is an integral part of every culture. It's the expression of the artistic aspirations of a people, the pride that they have in the flora and fauna, the smells and colors of their country, of their nation. Food is also a very strong binding agent between people, communities, families, and countries. I am today delighted to be able to be part of a venture that brought two celebrated chefs from India and Cambodia together. And they have created dishes inspired by each other's countries and the ingredients used in each other's countries. I am delighted also that I represent India in a country like Cambodia. Nowhere else in Southeast Asia can you see such a medley of influence of Indian culture with Cambodian culture, and the kind of influences can be seen in food and in architecture, in iconography, as well as in fabrics. The Orissa sari that I'm wearing today bears the imprint of ikat that is also used in Cambodia. So there are many things that bind these two countries together, and especially food. So I hope that all of you watching this video today will be able to visit these two beautiful countries and see the influence that they have had on each other's lives through ancient times and modern times as well. Thank you. Bây giờ giấy bị vấp và thua tụ tới nè na của đấng đó thả dương nâng tật tua ắt thì pull vấp và thua điên với chơi na bởi sân thì dương ắt miên tật tua vấp và thua điên tí dương ắt miên bịa ngày chăn ngày kia đấy dương ắt miên bịa khai chat khai bị sa anh ấy ắt miên này từng ắt nâng mình men trâm tật bịa thế protein cứ mau bị ăn đìa nên nhầm dự tia ho rồi dương rồi ngay dương tay về thằng ngày nên ngày ấy tia ho nông phía xa khăm ai nó stơ tật thật nhau mình ai nhỉ dây clear na môi vén để ót miên rằng được rất nồng nặng bạn khi nhau ót đang khluôn này đi dây ní đầm bay ở đầm thả dương nó về chùm mình thả chùm bẹt côn ấy thế phần dương tật tua là thì pull vập và thua ăn điên với tràn lư lúc nó hay na môi ca để tật tua là thì pull nâng nhầm vô thay chia rừng là ồ ruột là đôi khi tài như vậy nó dạ thua để thống thống cứ dùng tiếp bày đồ chế phơi để việc khoai như thế này nhá crossroad cái nào về cần phải trả ơn vừa miên là cầm đất thay thay mau bị trả ơn đó ra na thả sạc đại chia nhẹ từ tua nâng che vô từ vật thay vật thôi che vô mà vừa chia nó bọc luôn á đôi ông mà như vậy ở lấy tha và sang cô vót với ọt miên đấy là về tiền hàng địa có phần tá bởi sân ọt miên là đi tế dương miên thư ban cơ sản cho quan pro chỉ mua là than cầm nứt chỉ mua là than phải chạy cái tế ấy viêm máu về ăn đi vẫn ta có là trên cơ sản cho quan ấy hái vì ọt miên là ăn đi vì vì hôm nay nó bị tay giờ bọc luôn ai che cùng rít vậy dương ta lót mà hộp với nhầm vô là đôi khnìa dương vô rừng cà ri mùi cà ri nó bị ăn rạ chết dù mà lo hết hôm nay qua cà ri số bây tình chẳng hơi nơi chôn nó bắt được nhầm squal lúc mình nghe miên tê kể đi phần ở xua là squal phần mình nghe miên này kể đi để hai ta nông bị chọc nó bị dương nông nông bánh dương từ tu tiên nông chọc dương ác nghiên dương hai ta sẽ lo khmai dương hai ta sẽ lo kể đi dương hai ta sẽ lo xa rùm măn nơi nó vì ọt miên tiện xâm lo khmai phóng phố xâm lo miên mà giang xâm lo nông bị chọc vì dương biếp xa hoa xa lo và hai ông đặc chê tại có tia hoa miên sẽ là trẻ đất mới này dây pin mà hộp mới nó chung một trà rù nó bởi tam sẽ đập mưa tới sấy khi mà này dây nên này dây tam cái prai thì sang được đất màu phía xa và rắn thế nào về chia nhưng cất mưa tới về là biết được thả chia bộ bò đấy nó thả bài để đâm là tôn là tật phân tay tự đâm mỗi tật đỏ cổ không ai ăn miên tê không ai nát tại đây là miên nè từ hộp từ đỏ cổ chơi nó rồi ngày nè nó lời tỷ cống và miên đâu xa về mây mây tê nó chưa nó bóp mặt rồi đôi chân này tới còn ta miên ở đây nhà ao phơi trà ru nhầm gì mà những từ đâm gì môi từ đọc cuốn những đăng này
ทาโอ้มหุบนี่จะมหุบอินเดีย The most important part of cooking is inspiration and for me inspiration comes from all around The biggest source of inspiration for me is my country India India has inspiration everywhere in its color in its culture in its happiness in its joy in its food in its smiles Hi this is Chef Ranveer Brar and I'm very excited to cook for this beautiful beautiful event that's organized ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះកកដាជាចុងភៅប្រចាំនៅភោជនីយដ្ឋានកវ៉ាញ and I'm just glad that I'm getting to coordinate getting to speak about Cambodia and the beautifulculture that both countries share. I think it's very exciting for me as a chef and a food researcher to go back and find so many links right from the kingdoms of the Pallavas to now. So many commonalities between Cambodia and India. And we're going to cook it in a banana leaf with some Indian Cambodian inspired spices.មុខម្ហូបយកមកបង្ហាញឈូស៊ីត្រីស្ពង To say the coconut egg custard I don't need to tell you which dish it is inspired from almost the national fish curry of Cambodia right គ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្ករត្នោតអំបិលម្សៅស៊ុបទឹកត្រីគ្រឿងទេសមានដូចជាដូងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងម្ទេសឆ្អើរកាពិនិងផ្លែក្រូចសើចគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះមានដូចប្រទេសឥណ្ឌាដែរ Salt បន្ទាប់មកខ្ញុំដួសប្រេងដើម្បីរោយលើត្រីឲ្យសាច់វារៀងទន់ Some chili powder Some turmeric Some ginger garlic paste A little bit of lemon juice Mix this with a little bit of oilTake the fish, wrap it in the leaf. ចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងចំហុយរយៈពេល12នាទី Fantastic. Here you are. តោះមកយើងកូរឲ្យខ្ទិះឡើងប្រេង Brown sugar or palm sugar, something that I borrowed from Cambodia. នេះខ្ញុំដាក់គ្រឿងពាក់កណ្ដាលព្រោះយើងប្រើត្រីតែមួយចំណិតបន្ទាប់មកយើងកូរទៀតដើម្បីឲ្យវាស្ងុយ Coconut milk Here we go ឃើញថាត្រីឆ្អិនល្អមែនទែនOh, fantastic. ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសសូដា And that's the custard. Be generous with the custard. Quite like the Cambodian fish curry. ខ្ញុំរោយសំបកក្រូចពីលើដើម្បីឲ្យឈ្ងុយឈ្ងុយមែនតើ